Bộ Xây dựng đang lấy chủ kiến dự thảo quy chuẩn chỉnh kỹ thuật chung nước nhà về chung cư. Trong phần như yếu về quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng luật pháp căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở, một phòng lau chùi và vệ sinh ăn có diện tích sờ tối thiểu không nhỏ dài hơn 25m², thấp hơn không ít so với quy chuẩn chỉnh trước đấy là 45m². Bộ An người dân ủng hộ. Theo luật pháp luật nhà ở 2005, nhà chung cư phải phong cách thiết kế căn hộ khép kín, có diện tích sờ sàn xây cất mỗi căn hộ không thấp hơn 45m². Sau khi luật nhà ở 2014 có hiệu lực hiện hành thi hành, luật pháp này đã được bãi bỏ nhưng lại chưa tồn tại luật pháp cụ thể giới hạn diện tích sờ tối thiểu so với căn hộ chung cư thương mại. Do đó, từ thời điểm năm 2017, Bộ Xây dựng đồng ý có thể chấp nhận được tạm bợ xây cất căn hộ chung cư diện tích sờ tối thiểu 25m² cho tới khi hoàn tất việc xây cất quy chuẩn chỉnh nước nhà về chung cư. Từ đó đến nay, ở tỉnh Bình Dương đã mọc lên hàng ngàn căn hộ 30m², sàn 20m², gác lửng 10m². Các hộ này nằm trong số khu nhà ở xã hội, gần khu công nghiệp, khu đô thị mới. Bình quân giá mỗi căn hộ đẩy ra từ 100-150 triệu đồng, đối tượng người sử dụng mua chủ yếu là công nhân, người lao động thu nhập thấp thao tác trên địa bàn. Tổng công ty BKMX là doanh nghiệp, mũi nhọn tiên phong trong xây cất loại căn hộ 30m² ở Bình Dương. Đại diện doanh nghiệp cho thấy để bán được loại căn hộ này phải phong cách thiết kế tỉ mỉ, tiết kiệm chi phí từng cm, giá cả cũng phải mềm để công nhân ăn người thu nhập thấp hoàn toàn có thể mua được. Vị trí khu căn hộ cũng phải nằm gần nơi thao tác mới trúng đối tượng người sử dụng quý khách hàng là người thực sự mong muốn, tránh hiện tượng đầu cơ. Sau nhiều tháng sống trong căn hộ 30m² do BKMX ở khu Hòa Lợi, chị Nguyễn Thị Đông cho thấy mình không cảm thấy tù túng với diện tích sờ hẹp như vậy. Chỗ ngủ trên gác, tiếp khách ở dưới, nhà lau chùi và vệ sinh bên trong. Căn hộ này ở được cho mái ấm gia đình nhỏ dài từ 2-3 người. Chất lượng nhà tôi không than thở gì tiền nào của nấy nhưng chỉ có điều người ở chủ yếu là công nhân, người trẻ nên khá ồn ào, không yên tĩnh chị Đông nói. Theo ông Vũ Ngọc Anh, vụ trưởng vụ khoa chúng ta công nghệ an môi trường Bộ Xây dựng, căn chung cư khép kín chỉ diệt một phòng ngủ 8-12m², một nhà dọn dẹp và sắp xếp không thực sự 3m², bếp khoảng 4m² và một khu sinh hoạt chung khoảng 9m². Chúng tôi đã xem thêm rất nhiều về quy định căn hộ không nhỏ tuổi hơn 25m² của tương đối nhiều tổ quốc và dùng lãnh thổ. Thí dụ, tại Trung Quốc, căn hộ nhỏ tuổi nhất không nhỏ tuổi hơn 21m², Philippines là 24m², Anh 27m², thậm chí tại Hồng Kông tồn tại những nhà hoàng chỉ để ngủ, ông Ngọc Anh nói. Tuy nhiên, để tránh áp lực về dân sinh lên hạ tầng tòa nhà và quanh vùng, Bộ Xây dựng yêu cầu những dự án công trình nhà ở thương mại phải đảm bảo an toàn tỷ lệ căn hộ có diện tích sờ dưới 45m² không vượt quá 30% tổng số căn hộ để giới hạn việc biến chung cư thành nhà ổ chuột. Về con số cụ thể bao nhiêu căn hộ nhỏ tuổi hơn 45m² tại một dự án công trình, cơ quan soạn thảo cho thấy thêm việc này còn căn cứ vào chỉ tiêu dân sinh tại khu đất đó được phê duyệt, bởi mỗi dự án công trình lại có một chỉ tiêu dân sinh riêng. Theo khảo sát của phóng viên, rất nhiều người là dân nhập cư, người lao động ở những tỉnh đến thành phố. Hồ Chí Minh ủng hộ quy định căn hộ có diện tích sờ tối thiểu 25m² mà Bộ Xây dựng vừa đưa ra. Bởi số đông họ chỉ mong muốn có một căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi, vừa túi tiền để an cư. Tôi ở một mình nhưng vẫn phải thuê phòng trọ 20m² hơn 3 triệu đồng tháng. Nếu được mua căn hộ riêng dù diện tích sờ 25m² tôi cũng hài lòng, anh Trần Trọng, kỹ sư technology đang làm việc ở quận Thủ Đức, chia sẻ. Một khu căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh Hoàng Triều. Doanh nghiệp phản ứng trái chiều. Thực tế mẫu chuyện căn hộ diện tích sờ 25m² đã được đưa ra và trao đổi nhiều lần trước lúc được Bộ Xây dựng đưa vào dự thảo. Đến thời điểm này, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Châu, vẫn giữ quan điểm rằng diện tích sờ này không tương xứng trong việc cho doanh nghiệp thử nghiệm đầu tư chi tiêu xây dựng căn hộ, nhà trọ, phòng cho thuê, bởi như vậy sẽ phá vỡ quy hoạch. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích và trở nên tân tiến thị trường ra Việt Nam, cho thấy thêm phiên bản thân ông không ủng hộ căn hộ 25m². Thực tế là khi những người trẻ thuê nhà thì gật đầu đồng ý căn hộ 25-30m², nhưng khi có đủ tích lũy, họ sẽ chọn căn hộ ít nhất 40-45m² để tương xứng cho tất cả mái ấm gia đình.
Chưa thể, nhiều người chỉ gật đầu đồng ý một căn hộ thoáng rộng vừa đủ yêu cầu dù ở xa trung tâm 5-7 km. Căn hộ 25m2 chỉ tương xứng cho condo ten office ten mang ý nghĩa chất kinh doanh, cho thuê. Ở quanh vùng trung tâm vốn giá nhà đất cao chất đất, vị giám đốc này nêu quan điểm, đồng thời cho rằng khi triển khai căn hộ thương mại 25m2 sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, tác động đến quy hoạch, hạ tầng, dân sinh. Ví dụ một tòa nhà với chỗ đổ xe cho 450 người thay vì 300 người chắc chắn sẽ là một thử thách với chủ đầu tư chi tiêu ở mọi khía cạnh như chi phí, giấy phép, thống trị. Thay vì cứ loay hoay với căn hộ 25m2, Bộ Xây dựng nên để ý xem xét lại mô hình căn hộ cho thuê ở những khu công nghiệp và một vài nơi tương xứng căn hộ có diện tích sờ nhỏ tuổi từ 25m2 nhưng phải đảm bảo an toàn, unicum và có tiện ích xã hội phục vụ yêu cầu đời sống sinh hoạt cho cư dân. Ngoài ra, chương trình nhà ở tổ quốc về vĩnh viễn cần quy hoạch đô thị cho tới khoảng 50-100 năm sau chứ không phải tầm nhìn năm 2030, ông Hoàng nhấn mạnh. Trong khi đó, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Lê Thành, cho rằng thị trường tại quanh vùng trung tâm lẫn vùng ven đều mong muốn thật với căn hộ nhỏ tuổi cỡ 25m2. Trong đó, yêu cầu ở quanh vùng trung tâm rất cao, chủ yếu tập trung ở đối tượng người tiêu dùng, người độc thân, cặp vợ ông chồng mới cưới thao tác làm việc tại những quận nội thành. Nhiều chủ ý nói xây dựng nhà ở diện tích sờ nhỏ tuổi tại quanh vùng trung tâm sẽ gây kẹt xe, dễ hình thành những khu ổ chuột trên không. Tuy nhiên, do yêu cầu có thật và rất cao nên vẫn cần một tỷ lệ nhất định căn hộ 25-30m2 ở quanh vùng trung tâm. Theo ông Nghĩa, rất có thể giới hạn tỷ lệ căn hộ 25m2 vị trí trung tâm thành phố là 15%, còn lại trở nên tân tiến mạnh dạng căn hộ tu đô cho thuê. Cũng theo lãnh đạo doanh nghiệp này, việc cần làm hiện thời là cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp làm căn hộ cho thuê bởi mô hình này vừa đáp ứng được yêu cầu nhà ở trong thời gian ngắn của đối tượng người tiêu dùng công sở, người mới đi làm việc vừa thống trị được nghiêm ngặt hơn so với bán đứt. Để xử lý tình trạng thiếu căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi với túi tiền hợp lý, nên có phương án khuyến khích xây dựng nhà ở thương mại dành một tỷ lệ nhất định cho căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi trong dự án công trình của mình. Việc này vừa giúp người dân có thêm thời cơ nhà ở vừa giúp doanh nghiệp đảm bảo an toàn được lợi nhuận, bởi đầu tư chi tiêu dự án công trình với tương đối nhiều căn hộ lớn nhỏ tuổi sẽ sở hữu được lời hơn một dự án công trình chỉ toàn căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi. Nhu cầu lớn nhưng hiện không tồn tại sản phẩm. Chỉ cần phải có cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư chi tiêu vào phân khúc này thì bán sẽ tương đối xuất sắc, ông Nghĩa góp ý. Trước những chủ ý do dự quy định này sẽ tác động tới thị trường bất động sản, nhất là những dự án công trình có căn hộ lớn tồn kho, ông Vũ Ngọc Anh cho rằng đưa ra quyết định nào được đưa ra cũng đều có tác động tích cực và tiêu cực tới nhiều đối tượng người tiêu dùng, nhưng quan trọng là phải cân bằng tiện ích xã hội. Thứ nhất, cần làm sao để trở nên tân tiến một thị trường bất động sản đáp ứng đa dạng yêu cầu của người dân. Thứ hai, nhiều nhà đầu tư chi tiêu vẫn muốn chia nhỏ tuổi căn hộ để dễ bán hơn. Thứ ba, để thị trường bất động sản bền vững, vĩnh viễn tương xứng với hạ tầng xã hội để cuộc sống thường ngày của người dân xuất sắc hơn, ông Vũ Ngọc Anh nói. Những dự án công trình có diện tích sờ căn hộ lớn đang trong tình trạng tồn kho, ông Vũ Ngọc Anh khẳng định sẽ không còn được phép chia nhỏ tuổi để dễ giao dịch vì chỉ tiêu dân sinh đã được xác định. Không phải gật đầu đồng ý cho làm đại trà. Đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thêm việc lấy chủ ý được cho phép hình thành căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi không phải gật đầu đồng ý cho làm đại trà. Nhiều người hiểu lầm, tổng thể chung cư sẽ thiết kế căn hộ 25m2 là không đúng. Bản chất dựa trên những chỉ tiêu quy hoạch, chỉ tiêu dân sinh, hạ tầng xung quanh để giám sát và đo lường tỷ lệ căn hộ diện tích sờ nhỏ tuổi trong một dự án công trình. Ví dụ, 100 căn hộ trong một chung cư thì chỉ vài chục căn hộ mới được phép làm diện tích sờ nhỏ tuổi, thay mặt đại diện Sở Xây dựng cho hay. L. Phòng.